Xin chào tất cả các em. Ở video bài giảng hôm nay, cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào các bài tập ở trong sách giáo khoa của bài 50 là của bài ôn tập chương 3 đúng không ạ? Phần bài tập chúng ta sẽ tiếp tục với bài tập số 50. Bài 50 ở đây chúng ta sẽ có các cái bài liên quan đến giải các phương trình. Vậy để giải các phương trình này, chúng ta sẽ có ý A như sau. Làm ta có phương trình 3 trừ đi 4x thừa số cho 25 trừ 2x bằng 8x bình phương cộng với x trừ đi 300. Vậy phương trình này tương đương với cái em phá ngoặc ra 3 trừ đi 25 nhân với 4 tức là 100x trừ 4x nhân với trừ 2x dương 8x bình phương bằng 8x bình cộng với x trừ đi 300. Các em chuyển vế đúng không ạ? Chuyển hết phần số về một bên, phần biến về một bên. Như vậy con 3 này các em giữ nguyên này, con 300 này các em chuyển sang đây thì em cộng 300, chuyển vế đổi dấu. 8x bình cộng x các em giữ nguyên, trừ 100 này các em chuyển sang thành cộng 100x. 8x bình các em chuyển thành trừ 8x bình. Đúng không ạ? Vậy 8x bình trừ 8x bình hết. Đây chúng ta sẽ có là 303 thì sẽ bằng là 101x. X cộng với 100x nhỏ 101. Thì đây các em sẽ suy ra x sẽ bằng 303 chia 101. 303 chia 101 vậy thì suy ra x bằng 3. Vậy tầm nghiệm của phương trình A là x bằng 3. Vậy tập nghiệm của phương trình là đấy, có mức nghiệm bằng 3. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 50A. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút. Bây giờ cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 50B. Bài 50B. Phương trình của ta là 2 thừa số cho 1 trừ đi 3x. Tất cả chia cho 5. Trừ đi 2 cộng với 3x. Tất cả chia 10. Bằng 7 trừ đi 3 thừa số 2x cộng 1. Tất cả chia cho 4. Như vậy ở đây các em sẽ quy đồng mẫu. Con 7 này này xem như là 7/1. Vậy mẫu số chung chúng ta bằng 20. 20 thì chúng ta sẽ có toàn bộ phân số thứ nhất các em nhân 4, cái này các em nhân 2, cái này các em nhân 5. Cái này thì các em nhân 20 lên, đúng không? Như vậy quy đồng mẫu thì chúng ta sẽ có như sau. 4 nhân 2 này, cô nhân luôn nhé. 4 nhân với 2 thì bằng 8. Thừa số 1 trừ đi 3x chia cho 5 nhân 4 20. Trừ đi 2 thừa số cho 2 cộng 3x trên 20. 7 nhân với 20 thì bằng 140 phần 20. Đúng không ạ? 5 nhân 3 bằng 15. 15 thừa số 2x cộng 1. Tất cả chia cho 20. Như vậy ở đây mẫu số chung chúng ta cùng mẫu là 20 rồi, các em khử mẫu đi, bỏ mẫu đi. Bỏ mẫu đi thì chúng ta sẽ còn lại là 8 nhân 1 này thì bằng 8 này. 8 nhân 3 24x. Trừ 2 nhân với 2 bằng trừ 4. Trừ 2 nhân với 3x bằng trừ 6x sẽ bằng 140 trừ đi 30x trừ đi 15. Đến đây các em cũng chuyển phần số về một bên, phần biến về một bên. Như vậy ở đây cô sẽ có như sau. Âm 24x cô giữ nguyên này, trừ tiếp đi 6x này. Còn 30 này cô chuyển sang đổi thành cộng 30x này. Thì sẽ bằng 140 trừ đi 15. Phần số này chuyển sang đúng không ạ? Trừ 8 này cộng 4. Chuyển vế đổi dấu. Ta có là
âm 24x trừ tiếp đi 6x thì bằng âm 30x. Âm 30x cộng với 30x thì chúng ta sẽ có là cái này sẽ bằng 0x. Bên này thì các em sẽ tính phía bên phải, các em lấy 140 trừ đi 15 trừ tiếp đi 8 cộng 4 bằng 121. 0x bằng 121. Như vậy 0 nhân với tất cả các số thì phải bằng 0 chứ không thể bằng 121 được. Vậy cái này là vô lý. Đúng chưa? Vậy phương trình B của ta vô nghiệm. Vậy phương trình sẽ vô nghiệm. Đúng không ạ? Không có cái giá trị nào mà 0 mà lại nhân với x mà bằng 121 cả. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được ý B. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang ý C. Ý C, phương trình của ta ở đây là 5x cộng 12 trên 6. Phương trình C là 5x cộng với 2 trên 6 trừ đi 8x trừ 1 trên 3 bằng 4x cộng với 2 trên 5 trừ đi 5. Vậy thì mẫu số chung của chúng ta ở đây sẽ bằng 30. 30 thì cái phân số này các em sẽ nhân 5 này. Cái này các em sẽ nhân với lại là 10 này. Cái này các em nhân 6 này. Còn cái này các em nhân 30 lên. Đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ nhân với 5 thì ta sẽ có là 5 thừa số 5x cộng 2 trên cho 30 trừ đi 10 nhân với 8x trừ 1 trên 30 bằng 6 thừa số 4x cộng 2 trên 30. À, đây các em nhân với 30 lên, 15 nhân với 3, 5 nhân với 30 thì 150. 150 chia cho 30 để nó bằng con 5. Đúng chưa? Thế vậy thì các em nhìn vào đây, mẫu số chung chúng ta bằng 30. Các em khử mẫu đi, tức là chúng ta sẽ bỏ mẫu đi. Vậy ta sẽ nhân ra này, 5 nhân với 5x bằng 25x. 5 nhân 2 bằng 10. 10 nhân 8x bằng trừ 80x này. Trừ 10 nhân với trừ 1 thì bằng dương 10. 6 nhân 4 24x cộng với 12 trừ đi 150. Đây thì các em cũng chuyển phần số về một bên, phần biến về một bên. Đúng không nào? Như vậy thì cô có là 25x cô giữ nguyên này. Trừ đi 80x này. Trừ đi 24x này. Thì sẽ bằng này 12 trừ đi 150. Bên này cô có 10 này. 10 cộng với 10 thì bằng 20 đúng không ạ? Hoặc là chuyển sang thì thành trừ 10 này. Trừ tiếp đi 10 nữa. Chưa? Chuyển vế đổi dấu. Vậy các em sẽ tính này. 25 trừ đi 80 trừ đi 24 thì chúng ta sẽ tính bằng âm 79. Âm 79x thì bằng 12 trừ đi 170 bằng 158, âm 158. Vậy các em lấy 158 chia cho 79. Âm 158 chia âm 79 thì ra x sẽ bằng 2. Đúng không ạ? Từ đây em sẽ suy ra x sẽ bằng âm 158 chia cho âm 79 thì sẽ bằng 2. Vậy kết luận lại là vậy. Nghiệm của phương trình này là bằng 2. Đúng không? Vậy tập nghiệm của phương trình ở đây là S sẽ bằng 2. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài 50C. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 50D nhé. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút nào. Bài 50D. Phương trình ta ở đây là 3x cộng 2 tất cả 9x
chia 2, trừ đi 3 x cộng 1, tất cả chia 6, bằng 2 x cộng với 5/3. Như vậy mẫu số chúng ta ở đây bằng 6, các em quy đồng đi. 6 thì toàn bộ cái này các em nhân 3, vậy chúng ta sẽ có 3 thừa 3 x cộng 2 trên 6, trừ đi cái này các em giữ nguyên, tức là 3 x cộng 1 trên 6. Cái này các em nhân 6 lên thì chúng ta sẽ có là bằng, nhân 6 lên thì chúng ta có là 6 x 2 bằng 12, đúng không ạ? Vậy bằng 12x trên 6. 12x trên 6 thì nó sẽ bằng 2x, đúng không nào? Đấy, cái này các em nhân 2 lên thì chúng ta lại có 10/6. Như vậy đến đây các em thấy có cùng mẫu rồi, các em khử mẫu đi. Tức là chúng ta sẽ nhân ra luôn này, 3 nhân với 3x thì bằng 9x. 3 x 2 bằng 6, đúng chưa? Trừ đi 3x, trừ đi 1. Đấy, trừ đi cả cái cụm này, tức là trừ đi 3x trừ 1 thì bằng 12x cộng 10. Đến đây thì các em sẽ chuyển vế đi, đưa các cái liên quan đến biến về một bên. Ta có 9x này, trừ đi 3x này, 12 này các em chuyển sang thành trừ 12x thì sẽ bằng 10 này, cộng với 1 trừ đi 6. Như vậy ta sẽ có 9 trừ đi 15, trừ 3 trừ đi 12 bằng trừ 15. 9 trừ đi 15 thì bằng âm 6x. Âm 6x sẽ bằng 5, đúng không ạ? Âm 6x bằng 5 thì em sẽ suy ra x bằng âm 5/6. Suy ra x sẽ bằng 5 chia âm 6 thì bằng trừ 5/6. Đúng chưa? Vậy tập nghiệm của phương trình là âm 5/6. Các em xuống dòng kết luận lại cho cô. Vậy phương trình có nghiệm là x bằng âm 5/6. Cô đọc lại, các em xuống dòng kết luận lại cho cô là vậy phương trình có nghiệm là x bằng âm 5/6. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ bài tập số 50. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 51. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút. Bài 51 như sau. Yêu cầu các em giải các phương trình sau bằng cách là chúng ta phải đưa về phương trình tích chúng ta giải. Vậy chúng ta sẽ có 51A. 51A là 2x cộng 1 nhân với lại là 3x trừ đi 2 bằng 5x trừ đi 8, tất cả nhân với 2x cộng 1. Đưa về phương trình tích thì các em sẽ chuyển hết về một bên, các em lấy vế trái trừ vế phải. Hai vế bằng nhau thì vế trái trừ vế phải bằng 0, đúng không ạ? Vậy ta có 2x cộng 1 này, thừa số cho 3x trừ đi 2, trừ đi 5x trừ 8, thừa số cho 2x cộng 1 bằng 0. Đây thì ta có 2x cộng với 1 là nhân tử chung, các em đặt ra ngoài. Hai cái này cùng có nhân tử chung là 2x cộng 1. Như vậy phần còn lại chúng ta ở đây là gì? Là 3x trừ 2 này, đúng không? Trừ đi này, cái này chúng ta đã đặt 2x cộng 1 rồi thì nó sẽ còn lại là 5x trừ 8 bằng 0. Đến đây các em sẽ làm tiếp tục như sau. Ta có 2x cộng 1 này, phá cái ngoặc, phá hai cái ngoặc nhỏ phía trong nhé, thì ta có là 3x trừ đi 2, có dấu trừ thì trừ 5x cộng 8. Có dấu trừ thì chúng ta sẽ viết trước, chúng ta bỏ ngoặc, chúng ta phải đổi dấu, đúng chưa? Như vậy thì cái này tương đương với lại là 2x cộng 1 này. 3x trừ đi 5x thì bằng trừ 2x này, trừ 2 cộng với 8 thì bằng cộng 6. Vậy hai cái tích này bằng 0 thì chúng ta sẽ chia thành hai trường hợp, hoặc là 2x cộng với 1 bằng 0, hoặc là trừ 2x cộng 6 bằng 0. 2x cộng với 1 bằng 0, vậy các em sẽ suy ra là 2x bằng trừ 1. 2x bằng trừ 1 thì x sẽ bằng trừ 1/2. Cái này thì chúng ta sẽ có là trừ 2x bằng trừ 6. Như vậy x sẽ bằng trừ 6 chia trừ 2 thì x bằng âm 3. Như thế, trừ 6 chia cho trừ 2 thì x bằng 3.
Như vậy thì chúng ta sẽ có là cái câu A của chúng ta là sẽ có hai nghiệm đúng không ạ? X bằng trừ 1 phần 2 và x bằng 3. Vậy tập nghiệm của phương trình. Nghiệm sẽ là trừ 1 phần 2 và bằng 3. Đấy. Như thế chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 51A. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng lại một chút để cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 51B. Năm mươi mốt B chúng ta có 4x bình trừ đi 1 thì bằng 2x cộng 1 thừa số cho 3x trừ 5. Vậy cái này lại tương đương với 4x bình phương thì nó chính bằng 2x tất cả bình này. 2x tất cả bình thì bằng 4x bình đúng không ạ? Trừ đi 1 tức là 1 bình phương bằng 2x cộng 1 thừa số cho 3x trừ 5. Đến đây thì các em đã dùng hằng thức A bình trừ B bình đúng không ạ? Vậy 2x bình trừ đi 1 bình thì nó sẽ bằng 2x cộng 1 nhân với lại là 2x trừ 1, đúng chưa? Đấy, bằng 2x cộng 1 thừa số cho 3x trừ 5. Hai vế bằng nhau thì chúng ta trừ cho nhau thì kết quả nó sẽ bằng 0, đúng không ạ? Vậy 2x cộng 1 này thừa số cho 2x trừ đi 1 này trừ đi vế bên phải là 2x cộng 1 thừa số 3x trừ 5 bằng 0. Vậy đến đây thì các em thấy có 2x cộng 1 là nhân tử chung, em đặt 2x cộng 1 ra ngoài. Phần còn lại bên này sẽ là 2x trừ 1 này. Đây có dấu trừ này, các em đặt dấu trừ ra này, 3x trừ 5. Tiếp tục chúng ta sẽ có là 2x cộng 1. Các em bỏ hai cái ngoặc tròn trong này đi thì chúng ta sẽ có 2x trừ đi 1, có dấu trừ phía trước, bỏ ngoặc đổi dấu này, trừ đi 3x cộng 5 bằng 0. Như vậy cái này tiếp tục tương đương với 2x cộng 1 thừa số cho 2x trừ đi 3x thì bằng trừ x đúng không ạ? 5 trừ đi 1 thì bằng 4 này, như vậy 4 trừ x bằng 0. Đây nha, 5 trừ 1 thì bằng 4 này, 2x trừ 3x bằng trừ x. Chưa? Vậy tích của hai cái thừa số nhân với nhau bằng 0 thì hoặc là 2x cộng với 1 bằng 0 hoặc là 4 trừ x bằng 0. Đúng không nào? Vậy đến đây. Đến đây thì em sẽ suy ra là hoặc là gì? Hoặc là 2x cộng 1 bằng 0 hoặc là 4 trừ x sẽ bằng 0. 2x cộng với 1 bằng 0 thì 2x nó sẽ bằng 0 trừ đi 1, tức là 2x bằng âm 1. 2x bằng âm 1 thì x nó sẽ bằng âm 1 phần 2. Được chưa? 4 trừ đi x bằng 0 thì x nó sẽ bằng 4. Như vậy, ý B của chúng ta là vậy phương trình có hai nghiệm là trừ 1 phần 2 và 4. Đúng chưa? Vậy các em xuống dòng kết luận cho cô. Vậy tập nghiệm của phương trình là S mở ngoặc S bằng mở ngoặc nhọn trừ 1 phần 2, 4, đóng ngoặc nhọn lại. Xuống dòng nhá, cô đọc lại này. Vậy tập nghiệm của phương trình là S bằng mở ngoặc nhọn trừ 1 phần 2, chấm phẩy 4, đóng ngoặc nhọn lại. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 51A và bài tập số 51B. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang ý C. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút nhé. Năm mươi mốt C ở đây chúng ta có cái phương trình là x cộng 1 tất cả bình bằng 4 thừa số cho x bình trừ đi 2x cộng 1. Như vậy ở đây cái này tương đương với
x cộng 1 tất cả bình. Đây là x bình trừ 2 x cộng với 1 này, thì nó chính bằng x trừ đi 1 tất cả bình. Đúng không nào? Thế đến đây rồi, tiếp tục tương đương với x cộng 1 tất cả bình phương. Thì cái này 4 chính là bằng 2 bình phương, như vậy nó chính là 2 thừa số x trừ 1 tất cả bình. Nhẩm lại xem đúng chưa này. 2 bình phương lên thì bằng 4 đúng không ạ? X trừ 1 tất cả bình, đúng chưa? Vậy thì đến đây thì chúng ta sẽ kem sẽ chuyển vế đi. Hai biểu thức nhân với nhau bằng 0 thì chúng ta sẽ có là 2 thừa số x trừ 1 tất cả bình phương. Kem có thể lấy vế trái trừ đi vế phải, hoặc là lấy vế trái phải trừ đi vế trái cũng được, đúng không ạ? Đấy, mà hai cái này nó giống nhau thì nó trừ vào nhau thì nó sẽ hết. Thế đến đây rồi thì chúng ta sẽ áp dụng hàm lượng thức a bình trừ b bình thôi, đúng không? Vậy ở đây chúng ta sẽ có là nó sẽ bằng 2 thừa số x trừ đi 1 trừ đi x cộng 1 bằng a trừ b này, nhân với lại a cộng với b, tức là 2 thừa số x cộng với 1 cộng với x cộng 1 bằng 0. Đây các em phá ngoặc ra. Phá ngoặc thì chúng ta sẽ có là 2x trừ đi 2 trừ đi x trừ đi 1 thừa số cho 2x cộng 2. À đây, cô sai dấu ở đây rồi. 2 thừa số x trừ 1 đây này. Thì đây sẽ là 2x trừ 2 cộng x cộng 1 đúng không ạ? Bằng 0. Vậy đến đây chúng ta sẽ tương đương với này, 2x trừ đi x thì bằng x này, trừ 2 trừ đi 1 tức là trừ 3. 2x cộng với x thì bằng 3x, trừ 2 cộng với 1 là trừ 1. Thế hai cái thừa số nhân với nhau bằng 0 thì ta sẽ suy ra là hoặc là x trừ đi 3 bằng 0, hoặc là 3x trừ 1 bằng 0. X trừ 3 bằng 0, vậy thì x nó sẽ bằng 0 cộng 3 tức là x bằng 3. Cái này thì 3x nó sẽ bằng 1, vậy x sẽ bằng 1/3. Như vậy cái C này ta sẽ có hai nghiệm là bằng 3 hoặc là bằng 1/3. Em sẽ kết luận lại cho cô. Vậy tập nghiệm của phương trình là 3 và 1/3. Đúng rồi, cái em kết luận nghiệm. Vậy tập nghiệm của phương trình là S sẽ bằng 3 1/3. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 51C. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng sang cái ý cuối cùng ở đây là bài tập số 51D. Bạn nào cần thì có thể dừng video bài giảng của cô lại một chút nhé. Bài tập 51D. Ở đây là ta có 2x mũ 3 cộng với 5x bình phương trừ đi 3x bằng 0. Cái này thì các em thấy có x là nhân tử chung, các em đặt x ra ngoài. Trong ngoặc sẽ còn là 2x bình cộng với 5x trừ đi 3 bằng 0. Được chưa? Tiếp tục tương đương này. Trong ngoặc này thì các em sẽ tách cái con 5x ra, các em sẽ tách bằng 6x trừ đi x. Vậy chúng ta sẽ có là x vẫn giữ nguyên phía ngoài. 2x bình các em giữ nguyên. 5x này cô tách bằng 6x trừ đi 1x. Rồi trừ tiếp đi 3 bằng 0. Đến đây, x các em giữ nguyên này, 2x bình các em ghép với 6x, thì các em có là, cái này thì nó sẽ có là 2x là nhân tử chung. Vậy trong ngoặc sẽ còn là x cộng với 3.
Nhẩm lại này, 2x nhân với x bằng 2x bình, 2x nhân với 3 bằng 6x. Chưa? Trừ đi x cộng với 3. X cộng với 3 đứng một mình thì em có thể ngầm hiểu nó là nhân với 1. Đứng một mình thì cho nhân với 1 vào để lát nữa chúng ta đặt nhân tử chung chúng ta thấy rất dễ. Tương đương với x thừa số, hai cái này có x cộng 3 là nhân tử chung, các em đặt x cộng 3 ra ngoài. Còn lại ở đây là 2x trừ đi 1. Giờ ở đây chúng ta có tích của mấy thừa số? 3 thừa số đúng không ạ? Như vậy thì nó sẽ xảy ra 3 trường hợp, hoặc là x bằng 0, thừa số thứ nhất bằng 0, hoặc là x cộng 3 bằng 0, hoặc là 2x trừ 1 bằng 0. Như vậy để tương đương với này, hoặc là x bằng 0, hoặc là x bằng 0 trừ đi 3, tức là x bằng âm 3, hoặc là x 2x thì bằng 1 đúng không ạ? 2x bằng 1 thì x sẽ bằng 1/2. Như vậy đối với phương trình B này chúng ta sẽ có 3 nghiệm là trừ 3 này, 0 này và 1/2. Vậy tập nghiệm của phương trình. Vậy tập nghiệm của phương trình S sẽ bằng trừ 3 này, 0 này, 1/2. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ hai bài tập là bài tập số 50 và bài tập số 51 ở phần ôn tập chương 3. Các em hãy về làm tiếp cho cô các bài tập còn lại nhé. Cô sẽ tiếp tục ra video tiếp theo để hướng dẫn cho các em nốt các bài tập còn lại. Cảm ơn các em đã dành thời gian theo dõi video bài giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.